Các táo ạ, mọi năm ấy thì giúp việc cho ta chỉ có Nam Tào và Bắc Đẩu. Nhưng năm nay ta muốn chọn một trợ lý trong số các táo ở đây. Nên báo cáo Ngọc Hoàng chọn trợ lý rồi, thế thì biết làm thế nào nhỉ? Bẩm Ngọc Hoàng, như vậy là Ngọc Hoàng muốn chọn một trong năm táo này làm trợ lý cho Ngọc Hoàng theo đúng ngũ hành. Năm trợ lý này mà tương sinh tương khắc là tạo thế vững chãi cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sẽ có cả Tôn Ngộ Không này, Đường Tăng này, Sa Tăng này, Chư Bát Giới và cả ngựa đấy. Thiên đình ta là vui như hoa quả sơn, báo mạng là tha hồ giật tít, vỡ hòa trong xúc động. Ôi là Ngọc Hoàng ạ, Ngọc Hoàng hãy tuyển thêm 9 trợ lý theo kiểu như là 9 con tuần lộc. Còn Ngọc Hoàng lúc ấy sẽ là ông già Noel, cưỡi 9 con tuần lộc đi tặng quà cho trẻ con. Lúc đấy thì thiên đình ta sẽ an lành ạ. Ra khởi bẩm Ngọc Hoàng, theo ngu ý của thần thì thế này. Ngọc Hoàng đã có Nam Tào Bắt Đầu, dạ giống hệt như là Tom và Jerry rồi. Dạ theo ý thần là Ngọc Hoàng cứ tuyển thêm anh thủy thủ Popeye chuyên ăn rau chân vịt. Rồi anh Pluto nữa là cho thành bộ tứ siêu đẳng. Dạ vừa vui vẻ lại vừa bảo vệ được thiên đình. Thôi đi, ba hòa mãi. Nào, Ngọc Hoàng tuyển trợ lý là để giúp Ngọc Hoàng giải quyết những vấn đề đại sự ở trên thiên đình, chứ không phải là đi tuyển tuần lộc với lại cả siêu nhân nhá. Và một trong những tiêu chí đầu tiên để trở thành trợ lý cho Ngọc Hoàng là phải có phong bì. Là phải có phong thái ạ. Đúng rồi. Phong thái như nào? Phải tạo cho mình một cái gì đó nó rất là riêng. Rất là đặc biệt. Nó phải có một cái gì đó nổi trội, nó rất là riêng của riêng mình. Rất là đặc biệt, giống như là tới. Thôi thím ơi, con lạy mẹ. Nào tất cả các táo đứng nghiêm. Sau đây Ngọc Hoàng sẽ kiểm tra phong thái của các táo. Và Ngọc Hoàng sẽ kiểm tra phong thái trên nền nhạc. Các táo chú ý, khi nào nhạc lên thì các táo đi, khi nào nhạc dừng các táo tùy thuộc vào tâm trạng lúc bấy giờ của mình mà dừng làm sao cho nó hợp lý. Tất cả các táo sẵn sàng chuẩn bị. Một câu nhỏ, một câu vậy thôi. Anh bảo này, chú bật nhạc to lên tí anh bị sập hầm tai hơi nghẽn ngã. Các táo sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng nghe nhạc nhá. Rồi, chuẩn bị. Ui dồi, chuẩn quá nhỉ. Ok ạ. Ngọc Hoàng tuyển trợ lý không cần cắt táo phải chạy. Không cần chạy. Không chạy. Thế nào? Không cần phải chạy. Âm nhạc bắt đầu. Thôi thôi, anh bị tụt sò huyết rồi. Tụt huyết áp rồi. Sáng đói quá, vào ăn bát mì nó tính 100.000 xót ruột lại nó quay ra. Như vậy là anh Thổ dừng cuộc chơi. Chúng ta còn lại 4 táo. Không, như thế thì không fair. Bẩm Ngọc Hoàng, thần tuy là có tuổi rồi, sức khỏe không còn nhiều nhưng mà kinh nghiệm thì vẫn có thừa. Thôi, vừa rồi thì ta đã thấy hình dáng của các táo rồi. Và bây giờ ta muốn các táo nói được những điểm mạnh, điểm yếu của mình và nêu được tại sao mình có thể xứng đáng trở thành trợ lý của thiên đình. Khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, nếu vậy thì Ngọc Hoàng cứ cho chúng thần báo cáo theo kiểu như là kim mộc thủy hỏa thổ, theo thứ tự như thế cũng được ạ. Đúng rồi, tôi đồng ý với ý kiến của cô Kim. Và vâng, vậy thì xin thần xin báo cáo trước. Này anh kia, kim là chỉ kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ đúng rồi, nhưng mà mình lộn ngược lên trên là để báo cáo. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, em báo cáo luôn cho nó xong. Em xin tuyển làm đại lý của Ngọc Hoàng. Trợ lý ạ. Người táo bạo đấy. Dạ. Nói đi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần là táo thổ ạ. Dạ, trong năm qua liên quan đến vấn đề đất đai thổ nhưỡng của thần thì thần xin báo cáo với Ngọc Hoàng một tin vui rằng dạ tình hình bất động sản qua sự cố gắng của thần đã có dấu hiệu ấm lên nhiều dự. Thôi, anh báo cáo có vẻ hùng hổ lắm, nhưng mà thông số nào, con số nào chứng tỏ là bất động sản đã ấm lên hả? Đáng nói trơn mồm nhỉ, tóm mà báo cáo người ta là thế nào? Dạ, với tất cả sự cố gắng của thần bằng mọi hình thức bơm thổi và tin nhắn dồn dập cùng với điện thoại khủng bố thì bất động sản của thần đã có dấu hiệu ấm lên chứ gì. Thế thần tạo đến con đầu cứ nhảy vào bản báo cáo một tôi lăn lên. Bẩm Ngọc Hoàng ạ, năm qua với rất nhiều những biện pháp của anh táo thổ, anh ấy đã làm cho
người dân giữa giới không ít lần khó chịu. Dạ không chỉ là giữa buổi trưa đâu mà nửa đêm anh cũng nhắn tin quảng cáo bán nhà bán đất. Cho tao muốn nói gì thì nói, chỉ biết là tôi đã làm mọi điều để cho thị trường bất động sản ấm lên. Thị trường bất động sản ấm lên thế có nghĩa là nợ xấu bất động sản giảm đi đúng không? Đáng tuyển trợ lý thì dĩ nhiên lại hỏi cái vấn đề nó nhạy cảm đấy. Nợ xấu thì phải hỏi chị Kim mới sao lại hỏi tôi. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, nợ xấu vẫn còn ngã ngũ chưa rõ ràng ạ, thần sẽ báo cáo sau. Này, việc của anh nhá, anh cứ đòi lên trước, bây giờ phỏng vấn anh lại không trả lời được, anh lại gọi cho tôi đó nào. Thôi cứ bình tĩnh, giờ anh em nhớ nhỡ lắm. Rồi tôi báo cáo tiếp nhé, không vấn đề gì. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, vấn đề thứ hai thần muốn nói với Ngọc Hoàng đó là vấn đề thời gian. Một ngày không đủ thời gian để thần làm việc. Dạ bẩm, với quyền năng vạn biến của Ngọc Hoàng, xin Ngọc Hoàng hãy cấp cho thần một ngày 30 tiếng. Đoàn. Anh thổ nổ kinh quá. Thì anh là táo thổ chuyên dùng thuốc nổ để đi săn hổ. Cái gì? Dùng thuốc nổ đi săn hổ? Ừ, anh dùng thuốc nổ, anh đi săn hổ. Con hổ chạy ra anh bíu vào cổ, nó lăn ra chết, anh đem đi cho mổ ở huyện Đức Phổ. Anh thổ ấy, anh nổ thế mà anh không thấy số hổ. Thì anh là táo thổ, anh công việc nó quá khổ nên anh không hề thấy số hổ. Mà nếu các chú không thích... Này, thôi đi. Anh làm cái gì mà đến mức độ mà anh bảo anh không có thời gian để mà ngủ nữa? Bận lắm này, anh kể cho đầu nghe nhá. Buổi sáng chưa kịp đánh răng rửa mặt, anh lại phải vội lao đến để khánh thành đường cao tốc. Rồi buổi trưa đang gặp giờ cái anh nghỉ, nhận được tin nhắn vội lao đến hiện trường để khánh thành rồi khởi công cầu dây văng. Buổi chiều anh lại đến cung đường để chờ lý để xử lún. Chờ lý để xử lún là cái gì? Ừ, chờ lý để xử lún. Khổ quá, đây. Dùng từ cái chỗ ý, anh muốn nói là chờ trợ lý đến để xử lý lún đường đúng không? Ôi giời, có thế tôi mà cứ lắp ba lắp bắp thôi, bây giờ thế này ông nói chậm thôi thì nó không nhịu lên nhịu xuống như thế được, nhá. Được, thế tóm lại là thế đến buổi tối thì ông làm gì? Buổi tối tôi tức tốc đu dây xuống kiểm tra hiện trường tai nạn. Tai nạn gì thế, thì lại cứ nhịn như này. Ôi. Tóm lại là không có nhiều thời gian để làm việc. Anh cứ bình tĩnh nhá. Thế bây tôi hỏi anh là anh là táo thổ, tôi tưởng là anh chỉ quan tâm và quản lý là thổ nhưỡng đất đai thôi, chứ còn thì cầu đường thì liên quan quái gì đến anh? Này, thế cầu đường với công trình không xây ở đất thì xây ở trên trời à? Hay là xây vào cái đầu mày hả? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, phải nói là năm qua anh thổ làm được rất nhiều việc đáng khen ạ. Anh ấy đưa vào sử dụng những con đường cao tốc dạ thẳng tăm tắp. Anh ấy còn đưa vào sử dụng những cây cầu vô cùng hiện đại nữa đúng không? Đúng rồi. Những cây cầu dây văng mà thần xây xong dân sướng lắm. Úi dồi ôi, ngày nào cũng hàng ngàn người leo lên cầu để ngắm nghía. Rồi nhiều cô gái tóc thả dài, thướt tha bám vào thành cầu, vừa đi vừa làm thơ. Thần có tranh thủ trộm chép một bài thơ xin ngâm để Ngọc Hoàng và Nam Tào Bóng Đổ cùng nghe. Đêm khuya trăng vàng vặc, anh vác mặt lên cầu. Gió thổi tóc em bay, những ánh đèn lấp lánh điện tắt. Em về ạ. Tiếp theo là gì? Hả? Bài thơ này. Nó đến đấy đã dừng rồi. Ồ, thế thì nó thế này. Lần sau anh đọc thơ ấy, vâng, mà hết ấy, vâng, thì anh vui lòng anh nói hết để các táo vâng tay. Điện tắt em về ạ. Hết rồi. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm nay anh táo thổ báo cáo dạ thơ ca nhạc họa đầy đủ ạ. Dạ. Chuyện nhỏ, nói chung là năm vừa rồi thần xây được những cây cầu đúng mơ ước của bao người dân lâu nay, thần hạnh phúc lắm.